Hoàng Sơn sẽ review giường hai tay quay có bộ vệ sinh cho cả nhà mình tham khảo. Thì trong video trước Hoàng Sơn có chia sẻ là giường đa năng bên kia giá thành nó là 11.500.000, còn đây là giường hai tay quay thì giá thành sẽ rẻ hơn, và cả nhà mình có thể tham khảo thêm giường một tay quay giá còn rẻ hơn nữa, và giường điện thì giá cao hơn một chút để mình có thể điều khiển dễ dàng. Rồi bây giờ nhờ anh kỹ thuật sẽ hướng dẫn chúng ta cách sử dụng ha. Mẫu này là mẫu giường hai tay quay có bô vệ sinh, có thau gội đầu, có cái bàn ăn. Dạ. Tính năng nó cũng phù hợp với một số gia đình. Đây là cái bàn ăn thì nó giống như cái mẫu mà đa năng. Nếu mình giới thiệu nhưng mà tính năng nó sẽ không có cái phần nghiêng trái nghiêng phải. Dạ. Cái chân, cái phần chân này nó chỉ nâng lên mà không hạ xuống được. Có cái ghế ngồi giống cái gì bên này. Dạ. Đó. Giá tiền thì bao nhiêu anh ha? Giá bán thì gọi là 8 triệu. Bàn giao vận chuyển trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Còn cái giá giường mà rẻ tiền hơn mà một tay quay thì bao nhiêu anh? Giá giường một tay quay là 6.8 triệu. Dạ. Chức năng một tay quay nó, nếu mà là giường một tay quay thì cấu hình nó sẽ giống tương tự như vậy. Dạ. Sẽ không có cái bô vệ sinh và không có phần gội đầu. Thì cái chức năng nó cũng là một tay quay, là cái phần nâng đầu thì nó sẽ quay như thế này. Đó. Cả nhà thấy đằng kia đang nâng đầu lên. Giường một tay quay nha. Mình nếu giường một tay quay thì chỉ như đây thôi. Đó, nâng đầu lên và hạ xuống. Tấm nệm nó sẽ không có mở cái chỗ này để không có đầu. Dạ. Còn là các cái nó sẽ giống tương tự nhau. Rồi. Cái khung giường, cái chiều cao và các cái thanh chắn sẽ giống vậy. Kích thước của cái giường này. Nó bề ngang phủ bì là 1 mét, dạ. Dài là 2 mét. Dạ. Cái khoảng cho cái phần tay quay này nếu mà nhà mình lấy thì mình trừ cái khoảng rộng nó khoảng 30-40 phân. Dạ. Vậy là mình tiện quay. Tay quay đây. Khi quay xong thì mình có thể ship lại cả nhà ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhờ anh kỹ thuật hướng dẫn chúng ta sử dụng đầy đủ chức năng của giường hai tay quay nha. Đó, cả nhà thấy nè, mình khi mình xoay cái tay quay bằng inox nè, thì cái đầu hạ xuống ha. Đầu. Rồi còn cái tay quay thứ hai, tay quay thứ hai. Tay quay chân. Cái phần chân nó phần sẽ chân. Chỉ có nâng lên. Nâng lên. Sẽ không hạ xuống. Chứ nó không có hạ xuống được như cái giường đa năng. Nâng cao lên và hạ bằng xuống thôi. Còn giường đa năng sẽ hạ thấp xuống nữa. Thoải mái cho người nằm, dù có co chân đồ lên nó dễ. Dạ. Rồi cả nhà thấy khi mà quay xong thì mình sẽ thu gọn cái phần tay quay này đó, mình rút cái ống nhựa, ống inox ra, hạ xuống. Khi mình muốn quay thì mình bật lên thì nó mới chạy vô. Dạ. Rồi bây giờ cái tính năng bô vệ sinh, mình sẽ xem chức năng bô vệ sinh chỗ này. Cái tấm nệm tháo ra. Rồi. Ở cái bộ. Chân ga. Cái mẫu của model cũ là tay quay nha. Tay quay thì nó sẽ rất là chậm. Sau này thì mẫu mới là thiết kế cái cần ga. Cả nhà thấy cái bộ chạy vô. Rất là nhanh ha. Rồi mình gạt ra thì cái bộ chạy ra. Và cái thanh sắt ở dưới nó sẽ đỡ lên. Đó. Người nằm sẽ không bị. Và mình có thể lấy cái bộ rất là dễ dàng luôn. Rồi anh cho xem hai cái thanh trắng ha, lên xuống anh ha. Kéo lên. Đó. Cầm mình kéo lên hoặc là mình lúc mình muốn hạ xuống thì hạ xuống thì mình bóp cái chốt hạ xuống. Đó, rất là gọn để khi mà mình trắng hoặc là mình hạ xuống để người bệnh có thể lên xuống dễ dàng. Rồi còn cái này mình có thể tháo được cả nhà ha. Mình tháo ra để cho gọn, nhiều khi nhà mình chặt á hoặc là mình cần cho nó gọn. Nó có hai cái chốt nè. Đó, mình rút lên thôi. Đây cả nhà thấy ha. Hai cái chốt chỗ này ha. Hai cái ngàm. Nè, hai cái ngàm. Và mình chỉ cần bật cái chốt thôi. Nè, này gài xuống. Rồi. Ở bên trên kia cũng vậy luôn. Đó, mình để đúng vị trí rồi mình đẩy xuống thôi. Giường này thì phù hợp cho ông bà mình lớn tuổi nè, hoặc là người bệnh. Gội đầu cũng tương tự như cái mẫu đa chức năng. Dạ. Gội đầu vào đây. Mình tháo tấm nệm ra. Tháo tấm nệm ra. Để tháo gội đầu. Nằm lên đây giống như ở tiệm massage đó. Để đầu đây để mình có thể gội đầu cho người lớn tuổi, người bệnh nè. Và nước thải sẽ xuống dưới đây cái ống và ra ngoài ha. Cái bánh xe thì mình có 4 bánh xe và có khóa gài nha. Để giả sử mình đẩy ông bà lớn tuổi mình ra ngoài phơi nắng á, mình có thể đẩy đi hoặc là phá lại dễ dàng. Để cố định trong nhà thì mình phá lại. Dạ. Đây là cái bánh xe này. Bánh xe có khóa. Và các cái cơ cấu cơ khí này á là có thay thế nha. Cái này mình bảo hành bao lâu anh ha? Nhiều
bảo hành khung giường là 3 năm và hệ thống tay quay là 18 tháng. Khung giường 3 năm, tay quay là 18 tháng và mình cũng có thể thay thế sau này nó hư trục trặc. Dạ. Rồi đây là bàn ăn ha. Rồi cả nhà thấy xếp hai cái thanh trắng lên để bàn ăn lên. Đó, gọi đầu thì bên kia. Và vệ sinh thì ở đây. Rồi nếu mà như bà con mình có muốn biết thêm thông tin á thì gọi điện cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới hoặc có thể để đến tận nơi để xem giường nha. Đây là giường hai tay quay và có bộ vệ sinh. Hoàng Sơn có cái video đa chức năng, cả nhà mình có thể tham khảo thêm nha. Và giường một tay quay thì chỉ có năng cái đầu thôi, giá sẽ rẻ hơn. Và cả nhà mình có thể xem thêm cái giường điện. Hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình giường dành cho bà lớn tuổi và người bệnh mà ở gia đình á khó khăn cho việc nằm đi lại. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe nghe. Có gì thắc mắc thì cứ gọi cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết.